bùa cho con cái chèo. Dễ gì? Dễ dễ gì? Đây là nghề đấy. Mỗi người cũng một cái nghề. Chưa thay cái bẻ để sang để chơi mà thay bẻ luôn. Xin chào các bác nhé. Em định mua dây về em bảo lại dây để sẽ thêm bóng ra nhưng mà chưa kịp di chuyển võ công thì cũng mất. Kiểu co cắt là phật phạt phạt như đây. Cắt cái gì cắt bóng luôn mà cắt phật phạt. Sự khác biệt của người chơi bóng với người vị trí ở đời khác nhau rồi đấy. Cái tình trung cương này không làm bóng từ co ở đây chơi. Gần Tết thì ảm đạm thế này. Còn lâu rồi Tết, hơn 2 tháng rồi Tết. Ừ. Tết thì nó vất vả lắm nhỉ. Không công phải mặc áo lại, đi mặc áo trái đấy chứ. Ừ, thì vất vả. Cố gắng kiếm 5 triệu để Tết để tiêu Tết mà khó khăn rồi. Ôi thôi, thằng này lại không làm ra một xu là cày hết đời. Cày hết. Mày gọi là tiêu đi, nếu này một xu. Kia ơi, chở cái tối ấy. Ở nhà ăn cơm rồi rồi lên đây anh ra đi chơi hơi muộn rồi mà anh em ra quán rồi. Thôi bán bức tưởng thôi, ông muốn quen này nhiều khách VIP ấy. Bán cho ông cặp mấy cây hơi ngon đó. Không, không làm gì ra. Thế là ông ấy cũng kéo. Cái gì nó nói đấy đâu mà. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Cái nào? Cái ổi này có quả mà. Sao cái ổi nhà mình, cái ổi mấy đi ra đáng ấy nhỉ? Những cái kéo to mà quả thế tí tí luôn. Làm nhạc biết ngay. Ở đây mà trước nó gặp tí rất nhiều tiền, bây giờ nó cũng uống thẳng. Mất còn bao nhiêu công trăm bón tưới được mấy cái lá, cắt hết đi. Mấy cây nó thế không? Nằm đau tháng nó lên ngọn muôn mở miệng mà cắt nó đi làm lại có thích không ạ? Lại như trước chơi chơi ông rồi từ nó như chặt hoài ba mươi tết một lần tết thì phải cắt cụt bốn đi nữa đến ngày nó cắt thì phải cắt à. Ông bảo là cứ mấy ngày nó lại lôi ra là cắt một lần. Cắt thế nào không lên nữa thôi nhỉ. Ôi giời. Cái cây mà ông vừa nói ông vừa buồn cười. Cắt chùi húi đi. Vốn nọ cắt xong hôm nay nó lại lôi ra nó cắt. Quá đi. Nghĩ này vẫn chưa được. Lại lôi ra cắt nữa. Cắt thêm một tí nữa đi. Anh em trả lốt thế này nghỉ cái gì? Còn thứ lọc bình nữa. Thứ gì ạ? Lọc bình. Đó là sang. Này chuyên đi chở cây nhỉ? Vâng vâng. Này, đừng có đứng lên đấy. Tất cả. Này. Này anh chừng mấy triệu hay thế nhỉ? Hay thế nhỉ? Thế chẳng mà hay. Chứ mà bố cháu làm được không nào? Xe đơn giản không có gì đâu. Đơn giản quan trọng là khách chứ đừng có bảo là khách nữa chứ khách làm thì khách nó thích làm đến 1 triệu dưới 2 triệu không khổ đơn giản kiểu như mình như làm ai làm cây làm cối mỗi người làm kiểu khách riêng riêng sắm xe ra đâu rồi cứ chạy cơ mà cái này nó xuống dốc chứ thoải mái không anh nhỉ? Vâng. Thoải mái, em thấy cái thằng ấy cũng như này. Nó chở xe tóc đầy hú, nó vẫn lao cơ mầm xuống. Lao dốc xuống. Cái cổng nhà Hạnh đấy, xe tóc thế mà nó cứ lao xuống mầm.
chứ đi xe bố cháu một phát còn nào. Tiếp đường khác đi. Đổ vào đây. Đi vào đường khác đi. Nếu mà tiếp xe ở đây thì tốt nhất là lùi lại đi. Đây Yên này, cái ngọn bên này này. Yên. Yên này. Hai tay to, chân lại. Em vừa pha nước ấy, em tỉa em chở cái này cho khách. Để em ngủ lại. Quá rồi. Trần anh Linh cái kín hết cây ấy nhỉ? Nhà to nhất làng thì hầu nó ô xin cho nó. Lau khổ. Thế. Giờ không hút bụi thì lau. Hút thì cũng phải vẫn phải người. Con này không phải mua con to đây, à con kia chứ. Dạ con này. Hai con. Con này là của khách. Sáng nay chỉnh mãi cây ở trên tầng đang làm thì sáng nay chỉnh cây mà chỉnh mãi từ 11 giờ về chỉnh điện thoại em ngồi chỉnh nó khỏe đi không? Dạ. Chỉnh nó đi bán được cái que đợt này bán được nhiều mua 1 triệu bán 7 triệu thì phải nhanh nhau. Dạ. Để nó tí nó đi nó dụng. Đi đi cho lại cho để em qua. Làm gì để. Em thích kiểu gì. Anh chơi sơ sơ thôi, người ta thích kiểu gì người ta tỉa. Mình để chơi cho bị xé bông bắt đầu đắng long con này chưa tiên trộn trò không thấy công rồi anh công không không cần đâu cái này chỉ là hai người đâu chú chú chèn cho con cái này trước chèn bánh như anh chưa ngồi ngồi đây là hai người thôi chưa gì phải bên sao bên em cũng sao nó bên nào được. Sao có bên này thôi đấy, hai đường đi đứng ra hết. Cháu gãy cái chân. Không, đây, cái chân nó móc. Hai bên nào, một bên thôi. Em nhẹ nhé. Đâu để chúc xuống. Cho vào. Đâu để chúc xuống. Chúc xuống. Rồi cho vào xe rửa. Nào, chảy vào. Rút vào. Rút vào đây rồi. Đứng nhẹ nhàng. Đẩy xe hàng. Thôi, ok. Cứ bỏ cho con cái kèm. Dễ nhỉ? Dễ nhỉ? Đây là nghề đấy. Mỗi người có một cái nghề. Không có sức mới. Ô, không phải ấy à? Không chăng à? Không. Không kìa. Đây các bạn nhé. Ibonsai lại giao lưu tác phẩm của Tùng. Anh đi xuống nhà văn hóa Trung Kênh. Đấy xong em gửi cho anh số để mua kênh vàng bán về kênh vàng. Đấy, tác phẩm đẹp đẹp thế anh nhỉ? Đây nó mới đẹp chứ để trong đấy. Đấy. Cái này là hôm nọ đang thửa bẻ rồi nhưng mà chưa kịp thay. Đúng rồi, cây này phải cho nó bẻ thì nó mới lập cấp được. Một các tác phẩm một tác phẩm Tùng Bắc nguyên bản nhé các bác, không vê bổ nhé. À đây, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video nhé. Chia sẻ một chút, không quay bổ tí nào luôn, cây nguyên, cây nguyên bản hết. Đấy, cắt luôn. Cắt như này xuống này nó mới hở tán ra nhỉ, hôm nọ tốt quá nó che này.